Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với kênh Tạp chí Online. Hôm nay trên cái chuyên mục kiến thức sức khỏe thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về các món ăn về tăng cường sinh lý, tăng cường sinh lực cho những cặp vợ chồng. Thì nói về cái vấn đề về tăng cường sinh lý và hiện nay thì tôi cũng gặp rất nhiều những cái câu hỏi là làm sao mà cái tỷ lệ mà bị yếu sinh lý ngày một nhiều và vô sinh ngày một gia tăng. Thì thực sự nó có rất nhiều những cái nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân chủ đạo mà tôi phát hiện ra đó chính là rất nhiều người hiện nay cái thói quen ăn uống sinh hoạt của chúng ta hoàn toàn chúng ta đang lệ thuộc vào với cái tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cái thói quen ăn uống của chúng ta nó không còn được xanh sạch như trước nữa, nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm sinh lý của chúng ta. Và trong đông y thì người ta đã có câu là bệnh từ miệng mà vào và họa từ miệng mà ra. Nên ngày hôm nay cũng rất nhiều những cái câu hỏi, nên là tôi sẽ ra một chuỗi cái video hướng dẫn cho quý vị và các bạn những cái món ăn tăng cường sinh lý. Và cái món ăn này ngày hôm nay bồi bổ thì tôi sẽ chia sẻ đầu tiên đó là món giò heo hầm hạt sen. Thì để chuẩn bị cái món này thì quý vị và các bạn, thứ nhất là chuẩn bị cho tôi là 600g cái chân heo ấy. Chúng ta mua khoảng 600g cả xương cả thịt. Đấy, nếu mà chúng ta chặt thì chúng ta nên lấy cái phần bắp thì nó sẽ tốt hơn, nhưng phần bắp nó sẽ hơi nhiều thịt. Đấy, thì chúng ta lưu ý. Và chúng ta lấy khoảng 600g cái chân giò heo của chúng ta. Đấy, chân trước hay chân sau cũng được. Đó. Và thứ hai là khoảng 50g đến 100g hạt sen khô. Và cái nguyên vật liệu tiếp theo nữa là chúng ta lấy 50g hạt điều. 50g hạt điều và 15g hoài sơn và một miếng chân bì. Cái miếng chân bì này chính là cái vỏ cam, vỏ quýt khô của chúng ta ấy. Đó, và chúng ta lấy một chút muối hột. Đấy, cho một chút muối hột vừa ăn thôi. Và cái khâu chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị là thứ nhất là cái giò heo chúng ta phải làm sạch, cạo rửa sạch cho chúng ta và chặt thành từng miếng vừa dùng. Đấy, sau đó chúng ta ướp thịt, ướp cái giò heo với một chút muối hột. Và hạt sen thì chúng ta đem hạt sen khô thì chúng ta đem ngâm trong nước khoảng 1 giờ rồi luộc qua với nước sôi rồi chúng ta đổ ra để cho nó ráo nước. Rồi, hạt điều thì chúng ta tách làm đôi. Đấy, hạt điều thì chúng ta lưu ý là tách làm đôi, rửa qua cho sạch bụi bẩn. Và hoài sơn cũng rửa như hạt điều, chúng ta lưu ý rửa sạch sẽ bằng nước sạch. Và cái lấy miếng chân bì chúng ta lấy khoảng bằng hai ngón tay thôi, và cũng ngâm vào nước và chúng ta cạo cái phần trắng ở bên trong đi. Đó. Và cái cách hầm thì chúng ta lưu ý này, cho vào lồi thì chúng ta lấy giò heo này, hạt sen này, hạt điều, hoài sơn cộng chân bì, và chúng ta chế nước vào cái vào làm sao để nó ngập cái vật liệu của chúng ta khoảng 2 cm. Đấy, tùy chúng ta cho cái mức nước trong nồi, và nó phải ngập qua cao một chút, chúng ta lưu ý nhé. Và khi mà bắc nồi lên nếp bếp chúng ta lấu thì chúng ta lấu nước và cho sôi lên, và chúng ta vớt bọt. Đấy, chúng ta vớt bọt và những cái khi mà nó sôi thì chúng ta cho nhỏ lửa và chúng ta vớt cái bọt ra. Đấy, cho giảm lửa chúng ta vớt bọt và lên một chút muối vào làm sao chúng ta vừa ăn. Và chúng ta cho chút ít muối thôi, tuyệt đối chúng ta không nên cho mặn và lên cho nhạt. Khuyến khích chúng ta vì khi mà chúng cái món ăn về tăng cường sinh lý thì nó liên quan đến thận, nên là nếu chúng ta cho mặn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thận của chúng ta, nên là chúng ta cho nhạt càng tốt. Và xong hầm cho đến giò heo và hạt sen làm sao nó mềm. Chúng ta hầm nó mềm khoảng 2 đến 3 tiếng, chúng ta cho lối áp suất cũng được, không vấn đề gì. Còn đối với hạt sen mà tươi, hoài sơn mà sống thì hai vị này chúng ta cứ cho vào khi mà thịt đã mềm. Khi thịt mềm chúng ta mới phải cho, chứ không phải cho từ lúc đầu. Đấy, và hầm đến khi mà hạt sen lỏ ra là được. Và món này chúng ta phải sử dụng nóng. Đấy, cái món này chúng ta lưu ý chúng ta phải sử dụng là nóng. Và ngoài cái cách nấu trên thì chúng ta có thể là nấu theo cách sau, có là ướp giò heo với hành, tỏi băm nhỏ và muối, nước tương, nước đường, và sau 1 giờ thì đem chiên với dầu ăn hoặc đem ra hầm chung với nước dừa và
vào vào với các thứ thứ trên, thì chúng ta đây là cái cách thứ hai. Và cái công dụng của cái món này thì nó là công dụng là bổ tỳ, kiện vị và an thần, tăng cường sinh lực. Và những người ốm yếu, sắc mặt mà xanh xao, thường kém ăn, mất ngủ thì nao lực sút cân thì món này nó sẽ để bồi dưỡng cho chúng ta. Và người lớn thì nên nấu theo dùng cái cách thứ nhất. Đấy, cách thứ nhất để bồi bổ sức khỏe và an thần khi ngủ. Đấy, và không ngủ mà không ngon giấc thì chúng ta nên sử dụng cái phương pháp này. Cái món theo cách nấu thứ nhất và máu huyết lưu thông sẽ ra rẻ, sẽ hồng hào. Và những người mà đại tiện rát mà đi táo bón thì chúng ta không nên dùng. Đấy, nó là kỵ cái món này, chúng ta lưu ý như vậy. Nên là chúng ta phải hết sức lưu ý là khuyên quý vị các bạn nên áp dụng cái phương pháp nấu thứ nhất, chúng ta không nên sử dụng cái phương pháp thứ hai. Và cái nội dung video của tôi thì đến đây là hết. Và video tiếp theo quý vị các bạn quan tâm thì tôi sẽ chia sẻ cái món giò heo hầm đậu phộng và táo đỏ. Đó, thì cái video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn, và quý vị các bạn quan tâm thì chúng ta đăng ký kênh để được nhận những thông báo video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo.